cái chỗ này, cái cây xoài này lớn quá chị Nhung. Vậy là cái cây xoài này hôm bữa cô Năm nói gặp con quỷ đó hả? Đúng rồi. Ở cái đất này nè. Đi qua lại bên Tàn ơi, cái xài bự da giả mang Tàn. Ủa chị ơi, em có nghe là hôm bữa là cái con là con của cô Năm lúc trước là ngủ cái xài này gặp cái xài này gặp cái gì đó hả chị? Gặp có người phụ nữ già rồi, lớn tuổi rồi đó. Hai con mắt có rơi đó. Mặt mày thì ghê lắm, giống y như là đỏ, giống y như là máu vậy đó. Tàn ơi, là ngay cái đây luôn hả chị? Cái gốc xài này nè. Ôi trời ơi, cái xài này có bao nhiêu năm ta, cân trăm năm không ta? Chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Quá tàn quá đất cái cây nè. Rồi cái anh đó gặp cơ... Bỏ dẫm nó chạy luôn. Là gặp con ma ngay đây luôn hả? Đây nè, ban ngày luôn á, 11 giờ trưa ngay đây nè. Vậy hả? Chị, hôm bữa em nói nghe cô Năm nói chỗ này là có cái cô gái hay cái chết hồi xưa hay gì đó không? Chết mấy năm trước hay gì đó hả? Lâu lắm rồi đó, giờ là lớn tuổi rồi, già rồi. Vậy hả? Ở đây cũng thỉnh thoảng đi qua bên nhà tôi bệnh á. Ý Tàn ơi. Tôi có cảm nhận được. Tại vì tôi không có thấy mắt thường nhưng mà tôi cảm nhận được. À, chị... Mấy người không thấy chứ còn tôi thấy. À, chị về đây ở lâu chưa? Cũng được năm mấy rồi đó. Năm mấy à? Mà từ lúc chị về là chị cảm nhận được cái người phụ nữ, người con gái ở đây đi qua bên chỗ chị luôn hả? Bên bệnh á. Đi Tàn. Qua bên nhà tôi bệnh á. Cách ở đây một cái giường nữa. Dạ, giờ hiện tại ở đây hình như là nghe nói cũng cái chú gì mà đi ngang đây cũng gặp cái người con gái ở đây luôn phải không chị? Có một người lớn tuổi rồi, phải lớn tuổi rồi, ở đây nè. Tàn ơi. Bữa em nghe cô Năm nhắc mà không biết rồi đây thấy có cái võng chỗ này nằm võng thì đúng mát rồi đó. Một cái xoài này. Thì ban ngày luôn á, ở bển á đi qua ấy qua đây á, dắt trưa á, đi qua mà nghe điện thoại xong á, nói thôi để tao ngủ miếng chiều tao đi làm mà chưa kịp ngủ nữa là tuôn giỏng mà chạy không kịp á. Dạ. Yeah. Đó rồi băng ngang đây nè, băng ngang đi qua bển nó chiều mà đó là 6 giờ mấy, 7 giờ là tại vì tôi lúc đó tôi cúng trễ phải không? 6 giờ rưỡi, 7 giờ tôi mới cúng. Đó, thế là băng ngang qua bển nó rồi chó nó sủa răng trời hết, tôi cảm nhận được. Dạ. Tôi mới la mấy chó là để cho người ta đi qua, người ta nghe, người ta niệm Phật. Rồi đó là tới 9-10 giờ cứ nghe nữa, mới nói là thôi quý vị có đi thì đi chiều. Lúc mà về đi né chỗ khác là đừng có đi đường này, rồi chó nó sủa vậy đó mà tới chừng 3-4 giờ là không nghe nữa đó. Dạ. Không nghe chó sủa nữa đó. Như em được biết là chị từ ở ngoài gì về chị? Dạ. Tôi ở Bình Phước vô trong này. Bình... Tôi Bình Phước vô trong này, tôi lang thang vô trong đây là được 2 năm rồi. Bình Phước Sài Gòn hay đâu chị? Dạ Bình Phước, Bình Dương ở ngoài Gia Lai, Đắk Lắk đồ á. À, tốt xa ngoài kia luôn vậy dạ. Hả? Từ ở ngoài vô đây khoảng là 600 cây. Sao mà mình biết ở núi Cấm này mà mình về hả chị? Cũng hồi xưa đó là cũng một cái căn viên á là do đó là tôi cũng ăn chay ăn tương rồi trong thân tập trong củ quyền á họ chuyển tôi về đây là tôi nhận lệnh tôi về đây là cái cấp cho có ông thầy trên này nè phụ hộ nấu cơm ngày xưa tôi phụ hộ giỏi lắm cho nên nó là cũng có một cái căn viên về đây phụ hộ nấu cơm các cấp cho có ông thầy trên này đó bắt đầu là về đây là được chuyển về đây là xong cái đó là xong nhiệm vụ đó là bắt đầu lang thang trong vùng bảy núi này luôn ổng đi tỉnh nào hết nội tỉnh An Giang mới được chứ tỉnh khác cũng không được. Nhưng mà trước đó thì ở dưới này chị có người quen hay ai không? Không có quen ai hết á. Vậy tự nhiên đụng cái đi về núi gì luôn hả? Dạ. Cái Tàn ơi. Có một cái vị ở trên trển nó làm thầy thuốc nam. Đó là vị vậy cái vị đó mới giới thiệu xuống đây. Dạ. Chỉ cho cái xuống đây. Hay là mình đi hành hương về đây rồi mình không có đi hành hương. Chưa từng luôn. Chưa từng đi về đây một ngày nào. Nhưng mình nghe núi Cấm thôi chứ An Giang thôi chứ mình chưa. Tôi không có nghe nữa. Do là ngày xưa tôi ở trển tôi đi làm thuốc nam. Dạ. Tôi đi làm thuốc nam từ thiện. Cái là cái vị thầy thuốc nam đó đó mới chỉ là kêu là thôi giờ là đi về dưới này là phụ cái thầy này nè. Dạ. Là cũng bà con với cái vị thầy thuốc nam trển á. Đi về đây là phụ hồ với nấu cơm cho các cái cấp cho cái thầy dưới này. Đó là cái nhân viên như vậy là về dưới này cái là biết được ở dưới này luôn. Dạ, nhưng mà có cái linh nghiệm vậy nữa nghe. Hồi đó tôi về đây nè
hồi đó tôi về về đây mà đầu tiên tôi mới nhận lệnh về đây á, nói là sáng tôi nhận nhận điện thoại nghe là mùng 7 đi, nhưng mà tối mùng 3 đó là nằm mơ thấy biên ruột, biên ruột mà nói hả cây tầm dông mà bằng cùng tay dạ dạ vậy dạ, nè là sách ruột, biên ruột nè, thú ruột nè, ghê lắm. Sao ngộ vậy chị? Thì vốn dĩ là đây rồi muốn biên ruột thiệt đó. Dạ. Rồi mình ở trên mà hồi đó tôi mà sợ là tôi không có về đây đâu. Nhìn mơ thấy sợ lắm. Tôi nó khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Dạ. Chợp mắt lại là khóc. Rồi nhưng chị có gia đình này con cái bên này kia không chị? À, con là 4 thằng trai. Dạ. À, mà nói chung ra không biết cái nhân duyên sao mà tôi ăn chay ngon lành lắm, tôi bỏ giao hết. Ở chồng tôi á thì tôi thôi lâu rồi. Nhưng mà đùng ra phát tôi kêu về là tôi giao nhà rẫy đó, cha con mà tự làm đi rồi đùm bọc nhau mà sống tôi đi đó. Tàn ơi. Xe cổ mới mua chiếc xe thì quốc trả góp rồi giao luôn. Đi xuống đây là đi bộ á hết cũng gần 1 năm á. Đi bộ gần 1 năm á rồi đồng đạo mới cho được chiếc quay của chiếc 50 cuộn đó. Dạ. Giờ là có cái chiếc 50 rồi mà chạy tới chạy lui á. Dạ, chị tên gì chị? Dạ, tên của mình đó. Dạ, tôi tên Nhung. Nhung, chị Nhung năm nay nhiêu tuổi chị Nhung? Dạ 48 tuổi. 48 ha. Cái là mình về núi cỡ 2 năm trời. Thì ngày hôm nay em rất là hữu duyên gặp chị sẵn cái mình ở gần ở đây hả chị? Ở sát bên đây nè. Vậy hả? Vậy chị dắt mấy anh em về chỗ cái chỗ của chị được không? Dạ được. Chỗ cốc ha. Dạ, dạ. Vậy mình đi ha. Chàng ơi, cái chỗ của tôi ở tôi nói là bí ẩn lắm. Bí ẩn hả? À, không, anh nói chung ra đó cái chỗ của tôi ở á mà nói là mà người nào mà nói buồn với vui là không ở được đâu. Tôi cũng được cái nhân viên nói là bị trên nó chuyển tôi về đây là tôi nghĩ rằng á là vui đó, à, là cũng không có cái vui đó là tuyệt đáo, mà cũng không có cái buồn nào tuyệt đáo, cho nên nó là mình phải là sống đó là quân bình theo cái buồn vui đó mình sống chứ đấy, đó là vui đó là buồn đó rồi mình sẽ đau khổ, mình sẽ theo cái cảnh đó đâu có được. Yeah. Mình phải làm chủ cái cảnh. À, hiện tại là chị về núi Cấm này để mình tịnh tu hay là sao chị Nhung? Thì hàng ngày á thì ở trong cái nhà quan này không có ai hết á. Nhà quan hả chị? Nhà quan không có ai hết á, một mình tôi duy nhất à. Cái Tàn ơi, vậy là sao mà chị ở về rồi có quen biết gì không mà mình ta giới thiệu vô mà ở gì chị? Tôi không có quen nữa. Cái ngày đầu tiên về đây nè, về bên nhà cái năm nè, cái anh Tú ở bên cái nhà này nè, ổng cách đây là 30 cây, ổng lên không thăm vườn. Ổng lên không thăm vườn cái là ổng qua cô Râm. Đúng là che cái bạc ở ngoài vườn thay á. Ổng qua ổng không thấy á, là ổng dậy cho ổng hỏi thăm cô Năm nó con cháu đó. Nó chỉ tính về đây nó che bạc nó ở. Ổng nói thôi, qua bên nhà tôi bỏ trà. Mà cái nhà này nếu mà tôi á là có niệm Phật tôi ở được nha. Chứ còn người khác vô ổ bảo không được đâu, bị đuổi đó. Ý Tàn ơi, bị các cái thằng phúc mặt phúc mại trung tâm đây họ đuổi đó, họ không cho ở đâu. Vậy là cũng nhiều người lại đây ở mà bị đuổi không ở được hả chị? Đúng rồi. Tàn ơi, ở đây là một cái khu vườn chuối hả chị? Dạ. Ngay cái giờ nước cắm đó thì giờ sáng á, là đi ra ngoài lụm một mớ phân bò để dành mưa mốt á, là đổ mưa xuống cái là cầm rau cầm bầu bí rồi xe chạy về giục ở đây luôn đó. Tài cái con ngựa ngựa sắt của tôi đó. Chị xài ngựa sắt ha. Ồ, cái nhà ở đây xây cũng khang trang quá ha chị. Dạ. Nhưng mà cũng như là cũng có chủ nhưng mà sao mà chị nó quen á. Đâu có ai ở đâu. Hay là không có ai ở đâu. Giờ chắc cũng như cái chú này xây cái nhà lên để mà kiểu như là để giữ gãy á ha. Dạ. Tàn ơi, mấy cái sòi chắc không chỉnh quá tàn rụng nè. Hồi đó hàng ngày á là tôi trồng tôi ăn đó. Dạ. Chắc cái chú chủ nhà ở đây chắc
cũng có gặp cái gì ở đây hay sao chị, mà giúp lúc chị mới vô là chú nói với chị vậy ha, có niệm Phật mới ở được. Dạ. Dạ. À, ở đây là bếp núc mình nấu nướng ở đây luôn ha. Đây cũng ít có nấu đó. Bếp củi đó xài củi không à. Dạ. Vậy là còn gì đó là mình sống mình đâu có bị thành căn gì, mình đâu có làm cái gì có tiền đâu. Dạ. Cho nên nó là phải hạ tiền. Dạ. Mình hạ tiền để còn có cái mình đi ra đường mình giúp những người bà già khổ sở nữa. Nhưng mà may mắn một điều thì chị khi về đây là được cái chủ đất này cho mượn cái nhà này để mình ở đây không có. Dạ. Dạ. Chứ không mấy là mình xây lều mình ở đây ha. Dạ. Đó, à, đây cô không có nghĩ cái chuyện mà chỗ ăn chỗ ở cái gì, không có nghĩ, không có sợ cái vấn đề đó đâu. Che cái tấm bạc ở cũng bình thường. À. Cô không có sợ. Ôi, em thấy chị đeo chuỗi nhiều quá ha chị. Quen rồi. Cái đó là mình thỉnh hay là sao mà mình mua đeo hay sao vậy? Cái này tôi mua. Mua. Cái này tự mua rồi tự tôi làm. Tiền ơi, chị làm chuỗi luôn hả? Dạ. Rồi. Tự tôi mua rồi tự tôi làm. Chắc anh nghĩ là mỗi cọng chuỗi nó có một cái ý nghĩa gì không chị? Cái này á là cái tôi trị bệnh. Cái đó là cái gì chị? Cái này là cái trị bệnh đau nhức. Ai mà bị đau nhức á, ai bị đau nhức là tắc nghẽn mạch máu đó, là tôi sử dụng cái này nè. Tôi á là đã thông những cái mạch máu. Là mình làm bằng cách như thế nào chị? Hả? Cái này thay vì nếu mà nhìn thường bình thường á thì nó là cạo gió. À. Nhưng mà nó lại hay hơn cái cạo gió. Cạo gió bình thường thì nó không ấy đâu, nhưng mà cái này á, cạo bằng cái này á là nó sẽ đi sâu vào trong những cái gân á, là nó lưu thông được những cái mạch máu nè. Chứ còn nói rồi là nhìn á thì nó là giống như là cái phương thức cạo gió. À, cái đó là nó được làm bằng cái gì hả chị? Cái này bằng đá. Đá hả? Dạ. Ủa đá sao nó màu trắng đẹp quá ha, tao ngà ngà. Em tưởng nhìn tưởng đâu mũ không nha. Không, cái này bằng đá cậu. Nó mình mua hay sao chị? Dạ mua. Tiền ơi, là chuỗi là chị tự tạo tự làm luôn hả? Dạ. Tiền ơi, sao mình làm được chị? Mình làm trên máy mà hả? À, không, cái này là mình tự mua về rồi mình thở tự ơn mình á. Vậy hả? À, mình mua mấy cái đá chuỗi rồi giờ mình lời mình làm ha? Dạ, mình mua giống vậy nè, mình mua giống vậy nè. Vậy là cộng khoảng nhiều tiền không chị? Cái cộng này 30.000. À. Rồi nhiều khi á là tôi mua 2-3 cọng vậy, cái người ta bớt, người ta để có còn có 50.000 ba cọng. Dạ. Yeah. Mình phải đeo trên người là trên cổ là 3 cọng. Cái này là cạo để chị nhất. Yeah. Ví dụ như những cái chỗ nào mà bấm nguyệt á là tôi sẽ bấm. Còn những cái chỗ nào mà đã thông mấy á là tôi sẽ làm. Chẳng hạn như mấy cái chỗ này nè, là đâu có bấm được, nó mất thịt nhiều quá đâu có bấm được. Mình dùng cái này mình làm là nó rãn cái đường này xuống. Dạ. Ừ. Còn cái này á, là tôi cũng làm nè. Cái này tôi làm nè. Tôi thích tôi làm vậy đó. Nếu như bình thường chắc nhìn vào chị thấy đeo nhiều chuỗi thì có cái cảm giác gì đó rất là lạ nha. Thì là nhiều người nghĩ là tôi là ông lên bà xuống hay là thế nọ thế kia, nói chắc vụ là múa đồng múa bấm, nhưng mà thật chắc ra đó là không có đâu. Tại vì không có phải múa đồng múa bấm như người ta đâu. Dạ. Nhưng mà mình đeo như vậy rồi mình cứ thích là mình cứ đeo thôi chị. Dạ. Như ai nghĩ gì thì nghĩ ha. Ai nghĩ gì nghĩ và mình không có quan tâm. Dạ. Kể cả người ta nói tôi khùng ấy, khùng mới đi lang thang chứ còn bình tĩnh ở nhà lo đói lo no lo giàu lo nghèo, đúng không? Tôi khùng tôi mới đi vậy đó. Nãy giờ em tiếp xúc với chị nói chuyện thì chị thấy chị cũng có những cái điều rất là lạ nha. Chuyện này rất là vui. Chị cũng như mình ở đây như vậy rồi ăn uống rồi giờ sinh hoạt như thế nào chị? Thì sáng thì tôi uống bột sắn á. À. Sáng uống ly bột sắn rồi tới 11 giờ ăn cơm. Rồi tới chiều về là xong không ăn nữa. À. Như chị về đây giờ mình cái pháp tu của mình là mình tu như thế nào hả chị? Nói chung ra thì mình cố gắng là mình tĩnh tâm rồi niệm Phật rồi là mình quán chiếu rồi trong ngày đó mình nói những cái gì đó, rồi mình phải cố gắng mình sửa đổi cho cái bản thân mình nó là nó hơn ngày hôm qua.
Cũng như mình ở đây rồi lâu lâu mình có lên núi Cấm thì chơi chảnh thì cúng kiến này kia không chị? Dạ có. Đó là ví dụ như ở đây á là tháng nào cũng có lễ hết. Chẳng hạn như á là tháng 3 đó là lễ Phật Trùm. Tới tháng 4 là chuẩn bị lễ ông Ba Thế. Là những cái lễ như vậy đó là tôi đi trước 3 ngày lận. Đi phụ vô á là gọt rau củ quả để phụ trong đó đó tới hết lễ mới về. Vậy là chị cũng là một cái chắc tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo hả Dạ chị? đúng rồi. Ngày xưa tôi vô đây á là tôi không biết một cái cuốn giảng thầy nó ra sao tôi không biết đó, nhưng mà từ ngày vô đây á chung ra đó là những cái bài cúng trong vòng 3 bữa 5 bữa là thuộc hết à. Ừ, tưởng mình có cái nhân viên gì luôn hả chị? Dạ chàng hồi lần đầu tiên vô đây á nghe cái bà chị đó đó, bà nói là bả huynh đạo Hòa Hảo gì đó, rồi bà chỉ là đọc giảng thầy cái nọ đó, bà chỉ vô tu bi nghe nghe hết cái quyển bốn khóc sướt mướt luôn, khóc sướt mướt luôn. Cho em hỏi này chị, là mình ở ngoài Đắk Lắk, ở ngoài là hình như mình ở ngoài thường là theo cái tôn giáo gì chị? Ông phải không có ai thôn theo cái tôn giáo gì đâu, đa số người ta đi chùa thôi, chứ còn quanh năm suốt tháng tôi đi làm hầu nói vậy hả. Đi làm hầu sáng sớm là đi thức dậy là cơm nước con cái này kia nọ là đi làm hầu tới tới chiều buông ra, rồi còn nhậu nữa, nhậu dữ lắm á. Nhưng mà giờ hả buông ra một phát một là thuốc cũng bỏ, rượu cũng bỏ, nhà cũng bỏ, xe cũng bỏ, con cũng bỏ, đi luôn xuống đây một phát một Vậy vậy đó. là ngày trước chị cũng nhậu hút thuốc Đèn luôn ơi hả? dữ lắm luôn á. Cũng như phụ nữ ngoại là người ta vậy hay sao chị? Không, chỉ có hầu như là có mình tôi à, À, chỉ có mình tôi sao mà nó tệ hại dữ mà vậy mình đó là chứ. người người dân bản địa của Đắk Lắk luôn hay sao chị? Gốc của tôi là ở Bình Dương, gốc là ở Bình Dương. À, Dạ rồi mình có gia đình nào về ngoại hay là thì cũng đi theo ông già đó, đi theo ông già về đó lập nghiệp. theo ba về 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 ngoài 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 Đắk Lắk ha, Dạ là từ lúc mình chị đi từ bé hay là lúc mình đi lớn giờ mới đi đi? từ 12 tuổi cho tới 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 lớn ở trong đó luôn mà. À, nếu nói vậy thì chị không phải là người dân bản địa ở ở Đắk Lắk rồi, Dạ đúng rồi. nhưng người ở Bình Dương Dạ. ra ngoài lập nghiệp thôi. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi cái điều này là giống như mình đang có gia đình như vậy rồi mình đi về núi về non mà bỏ nhà bỏ cửa đi giống vậy, rồi con cái vì cái rồi vợ chồng rồi có phàn nàn này kia không chị? Anh trong ra là tôi với ông xã tôi là thôi nhau lâu rồi. À, ấy là cái cũ mà hai vợ chồng tạo lập á là ông chồng tôi ông bán ông ăn từ lâu rồi, ông đi lang thang không có nhà không có cửa ở. Đấy là ngay cái dịp mà Covid đó ấy tôi mới kêu á là cha con nó về, tôi giao nhà giao cửa rồi giao gãy rồi, do đó là hiện tại tôi lúc mà tôi đi á là được 5 sào điều, 5 sào điều đã có thu hoạch đó. Năm sào là tương đương với bao nhiêu công Năm đất chị? sào là 5 công á, À, rồi nhà cửa đó của ông già chết để lại, rồi tôi với là bàn giao đó cha con đó, đùm bọc nhau mà sống để tôi đi đó. Rồi đôi lúc ông điện ông hỏi ừ giờ tôi muốn làm này tôi muốn làm kia, nó giờ tôi giao cho ông rồi là ông tự quyền làm gì ông làm, tôi không có quan tâm. như là mình cũng có của cải vật chất nhưng mà con cái đầy đủ hết, nhưng mà Dạ mình từ bỏ hết mình đi về núi để mà ẩn mình trong một cái nơi thâm sâu cùng cốc giống như vậy để mình tu tập, giống như cái căn viên như chị hả chị? Thì chị biết về cái Phật giáo Hòa Hảo như như thế nào mình mà mình về đây mà mình tu á? nói chung ra thì đầu tiên tôi cũng không biết cái gì đâu, nhưng mà không biết đó là cái phần ông bà tổ tiên gì đó nó dẫn tôi đi về đây, cái tôi á là tiếp xúc được cái là biết được bên Phật giáo Hòa Hảo, rồi cái từ đó cái bắt đầu là học cái giáo lý của các ngài, rồi bây giờ cứ là mình nhớ rồi mình hành theo cái giáo lý của các ngài mình ấy thôi. Chứ còn thật sự ra tôi về đây thì chỉ có coi cái giảng của thầy mà hành theo thôi, chứ cũng 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 không có ai dẫn dắt. Cũng như Nhưng mình mà coi về những cái sấm giảng đó mà mình ngộ nhận ra thấy những cái điều gì hay ở trong cái sấm giảng đó chị. dạ trong sấm giảng nó nhiều nhiều câu cũng hay lắm á. Thì ý hỏi là chị cũng như mình xem ở trong cái nghe ở trong cái sấm giảng đó giờ mình như thế nào đó mà mình lúc đó là chị có tu chưa? Chưa. Là bắt đầu từ Lúc ngày đó là ở trên quê á là ăn chay 1 tháng á, là 4 ngày. Rồi đi làm thuốc nam.
đi làm Phúc Nam, là lúc đó là giống như là lúc đó là bì trên đã chuyển cho đi làm từ thiện rồi đó. Đó, đi làm từ thiện, đi làm Phúc Nam đâu có lấy tiền đâu. Đó, rồi đem trên xe ra thêm cái bộ ống giác. Đó, lúc đó là cũng biết đó là cạo gió giác hơi bấm nguyệt. À, vậy trước đó chị biết những cái đó rồi ha. Dạ. Đó, rồi sau này bắt đầu là đi làm Thuốc Nam một thời gian đó là được chuyển về đây. Được các ngài á, các ngài á là cái trước tiên á là ông bà tổ tiên. Cái thứ nhì nữa là Phật tổ, Phật thầy á là chuyển mình về cho gặp được cái nguồn gốc. Rồi giống như mình tu tập như vậy đó chị. Rồi mình thấy trong những cái điều trong sám giảng là phía người ta tu tập, rồi thêm những cái giống như là những cái chuyện vì đó trong cái sám giảng thường nhắc đến, như là những cái cơ cái gì đó là trong đó, chị có ngộ nhận ra điều gì không? À, chung ra đó trong những cái cơ của thầy nói á, là nếu mà người không hiểu á thì không ấy, nhưng mà mình đã coi, mình đã nghe, mình đã nằm lòng được những cái câu đó, bây giờ đó đối ứng như cái thời cuộc bây giờ nó y chang hết rồi. À, hạn như mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, năm ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Bây giờ này nó đã khổ trước mắt rồi chứ còn đâu nữa kề. À, giờ nó khổ trước mắt hết rồi. Miền Bắc rồi giờ dân chúng cũng la làng quá chừng la làng rồi. Nếu như vậy mình nghe sám giảng vậy mình sợ mình tu hay sao chị? Tại vì tôi có căn duyên chuyển về là gặp được là giảng thầy để mà tu, chứ còn không phải là sợ. Nhưng mà tự vì có cái căn duyên chỉ được chuyển về đây để mà tu đó, để học hỏi thêm rồi vậy là tu. Tại vì nhiều cái trường hợp em cũng gặp những cái cô chú mà cũng về núi ăn tu á, là cũng như nghe rồi sợ nên tu. Nhưng mà chị thì có một cái điều đặc biệt, thì chị nghe nữa mình thấu hiểu cái gì đó trong cái sắm những cái lời mà của đức thầy và dạy mình tu tập ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị cũng như một người phụ nữ ở giống vậy, rồi chị có lúc mà mới về đây chị có sợ hay là gặp những cái điều gì ở nơi đây không? Nói chung ra đó thì tôi nghĩ là tôi là thường khi niệm Phật, cho nên là tôi lúc nào tôi cũng tin là bên mình tôi cũng có người hỗ trợ, cho nên là đối về mà thấy thì tôi không thấy, nhưng mà tôi cảm nhận được. Vậy là chị có thể cảm nhận được cái người âm có hiện diện hay là không? Đúng, tôi cảm nhận được. Nhưng mà chị từ bé tới giờ là chị có gặp những cái người âm chưa? Chưa từng gặp. Mà chị có sợ không? Không. Mà em nghĩ là người phụ nữ can đảm như vậy mới dám ở một cái nơi hẻo lánh giống vậy nha. Chứ kiểu bình thường như phụ nữ bình thường là gặp những nơi này là người ta rất là sợ nha. Cũng như sợ về người ta nè, rồi ma, rồi rắn dít, rồi những cái này cái kia. Tại vì núi non thì thuộc về những cái nơi rất là phức tạp. Dạ. Nghĩ một cách bình thường nha. Nhưng mình dạ. Có ở núi thì mình mới biết được là nó như thế nào. Nhưng mà chị cũng như mới về đây thì mình ở vậy thôi chứ mình không có sợ gì hết. Dạ không sợ. Dạ. Tại vì tôi niệm Phật hàng ngày á, buổi chiều buổi sáng thì tôi niệm Phật, tôi cũng ngủ các ngày á là phước mặt phước mài chung quanh đây. À. Lại để nghe tôi niệm Phật. Dạ. Kiểu như mình có sự tu tập thì mình không còn không sợ có nữa. Sợ. Ha. Ngày trước chị có sợ không? Ngày trước cũng không nữa. Dạ. Vậy tinh thần của chị chắc quá ha. Dạ. Ngày trước cũng không nữa. Chứ em nghĩ là chị mạnh mẽ lắm nha, mới không có sợ những cái điều gì đó mà. Khi nói về ma nha. Như là thậm chí tôi đi á, tôi cảm nhận được họ đi theo tôi đó, nhưng mà tôi không sợ. Tôi nói là niệm Phật đi quý vị ơi, niệm Phật đi, niệm Phật theo tôi đi. Tôi đi trước đó, rồi mấy vị đi sau lưng cũng niệm Phật theo tôi nha. Đây nè, mấy khi mà cách đây là nửa tháng trước á, tôi đi lên trên đầu trên này nè. Và tôi đi canh nước cho bà cô bển á. Canh nước ở ngoài đường ống ngoài kia kìa. Truyền qua cho cô, đừng cô xài. Đó, rồi phải canh nước đựng là chứa trên đó, đó đựng tưới ba cái mít nè, tưới mít trong vườn nè. Dạ. Rồi. Cái cảm giác được các vị đi theo mình đó, nhưng mà nói là các vị ơi niệm Phật theo tôi đi. Dạ. Nam mô Di Đà Phật, các vị niệm Phật theo tôi đi, không có sợ. À, có là cảm nhận được phần âm đi theo luôn hả chị? Cảm nhận được. Đông không chị? Ừ? Đông không? Cũng vài người à. Vậy ha. Cũng như những cái người mà người ta đang hiện diện ở đây ha. Tại vì bữa nay em có nghe chị nói là một cái người chủ đất ở đây nói là nếu về đây mà không niệm Phật mà không kiểu như là bị đuổi đó.
Tiền ơi, chắc nhiều người cũng lại đây ở giờ dở không được nên cũng bỏ chạy hay sao ha, dạ. Chị? Chứ người ta cắt cái nhà kiên cố như vậy mà đâu phải người ta bỏ được. Đúng rồi, cái này là một cái nhà rất là kiên cố, kiểu như khang trang lắm chứ không phải mà ấy đâu ha. Dạ. Nhưng mà... cắt cái nhà kiên cố gì ta đâu có bỏ được. Dạ. Nhưng mà ta ở không được, người ta phải ấy thôi. Bữa nay em tưởng nó một cái căn chòi nhỏ nhà đâu nghe ca qua các cái nhà nhìn thấy khang trang thiệt. Mà bữa nay em tại vì chị nói nhà quan á, em tưởng đó là cái nhà xuống cấp sập xệ hoặc là nhiều nó như thế nào. Cái nhà này đó là lâu rồi không có ai ở là cho nên là nó là bỏ quan chứ còn gì nữa. Dạ. Yeah. Bữa hôm đó là có con bé em kết nghĩa của tôi nó cũng lại đây nè, nó nằm dưới này nè. Mà ta đuổi người ta đâu có cho ở. Là sao mà đuổi chị? Tại vì nó cái thứ nhất là nó con nhỏ, cái thứ nhì nó không biết niệm Phật. Cho nên đó là người ta nói là ở đây là có người rồi, đừng có tới đây mà quậy người ta để cho người ta tu đi. Đó, người nó nói là mẹ con nó cũng khổ để cho nó ở. Nó năn nỉ biết người ta nổi quạo lên là hai con mắt nó đỏ lừ lên, mặt đỏ lên vậy nè. Lúc đó là cái đầu nó mới sợ, nó mới run. Mà nó thức dậy mà nó run lập cặp vậy. Nó kêu chị em lạnh quá hỏi gì vậy. Mà lúc đó là 2 giờ mấy. Nó hỏi gì vậy, nó mới nói là em gặp vậy vậy đó, người ta đuổi người ta không cho em ở. Là sáng hôm sau là nó đi cấp tốc luôn đó. Giờ kêu về nó không dám về. Giờ nó đi lang thang mà nó không dám về. Là cái chị đó trẻ không chị? 40 tuổi. 40 ha. Cũng như chị buồn gia đình đi hay là sao chị? Thì dặn chồng đi đó. Tàn ơi, bà vậy. Giờ ôm con nhỏ đi nữa. Bà về đây người ta không chịu chịu cho ở đó ha. Dạ. Là chị nói cái người mà mắt đỏ đó là giống như ở bên góc xài bển đó. À hay là cái người mà hồi mấy nãy chị nói hả? Dạ đúng rồi. Ôi là người ta không cho ở đây ha. Dạ. Giống như là nó không biết niệm Phật chứ cái này kia là người ta không cho ở đây á, là quấy rối người ta tu. Mà thật sự á, con bé đó ở đây á, mình phải lo cho nó từ A tới Z chứ nó đâu có lo được cái gì đâu. Nó mắc con nhỏ mà. Dạ đúng rồi. Có con cái mà cũng có lòng lắm hả chị? Thì bởi vậy cho nên người ta thấy cái chỗ đó đó, cái thứ nhất là ô uế, cái thứ nhì nữa là cũng quấy không cho mình được tịnh. Cho nên người ta cũng không muốn. Mà mình ngồi dưới người mà thấy cảnh vậy làm sao chịu nổi. Thôi thôi kệ nó đi, về mình đùm bọc cho nó còn nhỏ thì từ từ nó cũng lớn theo ngày tháng thì lúc đó nó tính sao. Chứ mình đâu có nghĩ là cực khổ gì. Mình giúp được vậy là mình vui. Nói chung mà chị cũng muốn giúp cái chị kia nhưng mà sợ ra thì chị kia không thể nào ở đây được. Lý do gặp cái giấc mơ quá là kinh khủng. Ừ. Nếu gặp vậy sao mà dám ở nữa hả chị? Người ta bấu vô vậy nè. Người ta là bóp cổ quá đó. Tàn ơi. Người ta không cho ở mà năn nỉ miết mà người ta quạo, người ta bảo bóp cổ đó. Nó thấy mà nó gung luôn mà. Nó khi mà nó giật mình thức dậy rồi nó còn gung mà. Nhưng mà chị đó nằm mơ thôi chứ đâu phải thấy thực tế hả chị? Nằm mơ. Nằm mơ mà sợ khủng khiếp gì luôn hả? Tàn ơi. Nếu mà một giấc mơ thì nhiều người người ta cũng ở thôi. Sao mà chị đó thì gặp một giấc mơ vậy mà chị đó chạy luôn chắc khủng khiếp sáng lắm rồi. Sáng là nó đi luôn đó, nó không dám ở. Mà giờ kêu nó về nó cũng không dám về nữa. Chị giấc mơ đó mà khủng khiếp gì luôn hả chị? Chắc gặp nó kinh khủng lắm hả chị ơi? Thì giống như đó là cái thằng em bên đó đó. Nó nói là giờ mướn nó lại đó ngủ ban ngày chứ không phải ban đêm nha. Mướn ban ngày 1 triệu bạc nó không tá vô cái giỏng nó ngồi 1 phút nào đó. Là cái anh đó qua đó bị đuổi đó ha. Đó. Nó nói giờ mướn nó 1 triệu mà ngồi trên cái giỏng nó 5 phút thôi nó cũng không ngồi nữa. Nó sợ tới cỡ đó đó. Nhưng mà cái giỏng đó hình như văn xúc gì luôn chứ đâu có cuốn hả chị? Không. Thường thường nghe nói những cái câu chuyện về cái giỏng nè. Giống như cái giọng đó là có, nếu mà văn vậy thì thường là những... thì đương nhiên là phải có người ở rồi đó. Đúng rồi, còn những người âm gì đó người ta có thể là nằm giọng này kia. Tại vì nghe nói là giống như âm phủ nhân gian đồng nhất lý thì kiểu đúng như rồi. Thì người ta đi ngang người ta thấy thì người ta lên người ta nằm. Dạ. Mà nếu mà chủ nhà hay chủ đất mà cho người ta nằm thì người ta cứ việc nằm thôi. À, đừng không là nằm cũng mệt đó ha chị. Ừ. Như chị dám lên nằm không? Nói vậy chứ cũng chưa có nằm lên đó bao giờ. Nhưng mà điều mình biết cái chỗ đó có đó. Đi ngang cũng hay niệm Phật, cũng rủ người ta niệm Phật. Dạ, yeah. Chứ mấy nãy em nghe chị nói mà bên đây có người bên đó, người ta đi tới bên đây đi tới bên đây đó. Là người ta đi ở khu vực nào nè, ở trước nhà, không có vô nhà hả chị? Không, đi trước nhà này đi ngang qua vậy nè. Rồi. Chứ ở đây em thấy rừng trúc, tre, gần đây đâu có ai ở hả không, chị? Không có ai ở hết. Tàn ơi. 300 mét, bên góc kia 300 mét, trên nọ 300 mét, đây ra ngoài kia 300 mét. Tôi ở chính giữa là... cách nhau 300 mét.
chắc ở đây gần núi về rồi vào những cái mùa mưa sắp tới gì là những cái con côn trùng này kia nó lên cũng nhiều ha chị. Dạ thì tao đi là tôi có đồ ủng kìa. Vậy hả, mình đi lên là mình phải xài ủng hả? Nếu mang ủng đó. À. Thì chị ở đây mình để rồi ủng đó là bước ra đó, cái này là vũ rồi ủng rồi đi. Vậy ở đây chị cũng có chùm củi ha. Ở đây là chùm củi không chứ không có chùm ga, tao ra mà bắt đắc dĩ mới chùm ga thôi, tại vì mình là không có làm gì có tiền cho nên nó thôi cố gắng hà tiện. Vậy nhưng cách mưu sinh của chị sao chị, mình đi làm gì mình mưu sinh? Ví dụ như là hàng ngày thì tôi đi lễ vậy đó thì cũng quen biết được đồng đạo, cái đồng đạo hỗ trợ cho tiền xăng chạy tới chạy lui. Rồi khi mà đi đòn đi lên núi á thì tôi cũng là giúp cho những bà già đó là hạn như đau nhức chân đó thì là mấy vị đó cũng hỗ trợ tiền cho đi tới đi lui. Đó, rồi hàng ngày á, thì cũng mình cũng kiếm cách để mình mưu sinh thêm. Là giờ nắng này thì lụm phân bò ra ngoài rẫy á, ở ngoài ruộng á, lụm phân bò đi rồi mưa xuống cái mình trồng rau, trồng bầu, trồng bí đồ, mình cũng có bán đợt. Mình ví dụ mình bán nào cho miễn có đủ sống là cũng đủ sống trong ngày được 30-50 là cũng có cái đủ sống trong ngày rồi. Yeah. Vậy là mình cũng có kinh tế để làm này kia để bán phụ dạ. thêm để kiếm tiền để vừa dạ. Vừa tu vừa đời hay chị dạ. vừa đạo vừa đời dạ. Mà công nhận chị ở đây chị cũng gàn lắm chứ không phải kiểu giỡn đâu, nghe nói mà gần ở đây có một cái giống như quỷ gì đó mà ở đây mà lãng vãng như vậy. Cái góc dưới này nữa, cái góc dưới cây sau này cũng có nữa. Rồi hai chỗ là hả chị? Cái góc dưới cây sau này cũng có nữa. Rồi cái cây sau này là cái gì ở đó chị, ai ở đó? Cái vị đàn ông lớn lắm á. Tàn ơi, cái vị đàn ông ở dưới gốc cây sao này nữa. Sao chị biết là có ở đó có một người đàn ông ở? Tôi cảm nhận được. Mà mình đâu thấy người ta đâu chị. Nhưng mà cảm nhận được. Cảm nhận cái hơi thở của họ đó. Giống như kiểu như chị, người ta đứng gần chị hay sao mà mình cảm nhận được vậy? Tại vì tôi đi ngang đó đó. Tôi đi ngang đó đó là tới đó là tự nhiên là cảm nhận được, có cái linh tính cảm nhận được. Ốc nổi hay là sao chị? Là ở phần sau này nè, từ ở phần sau này bắt đầu là nó dựng, nó dợn, giống y như là những cái phần mà nó sắp về trong mình á. Kiểu như gợn ốc vậy? Nó còn hơn cái gợn ốc nữa. Tàn ơi, mỗi khi... Cái điều mà muốn nhập vô mình luôn đó. Vậy giống như người ta rất là gần chị luôn. Đúng rồi. Cho nên đó là tôi mỗi khi mà tôi cảm giác vậy là tôi rủ người ta niệm Phật. Mỗi khi chị đi qua cái cây đó là chị có cái cảm giác đó liền hả chị? Cứ đi tới đó là có cảm giác. Trời ơi. Không có lần nào khác chứ hả? Không. Cái cây xài này cũng vậy nè. Nhưng mà chị không thấy sao mình cảm nhận được là mình, thay vì những phần âm là mình biết nha. Mình biết là có thể là những cái nơi hoang vu như thế nào đó là... chắc chắn là sẽ có những người âm người ta ở đó. Mình không biết là nam hay nữ hay sao mà chị có thể là cảm nhận là một cái người đàn ông như vậy luôn á. Cái hơi thở nặng nhẹ. Người ta thở chị nghe luôn à. Giống như chị có một cái gì đó về cái tâm linh vậy. Cái phần tâm linh đó trong người tôi họ cảm nhận được. Chị kiểu như họ báo cho chị hay sao chị? Có đôi khi mà nghe văng vẳng bên lỗ tai nữa đó. Chị có thường nghe giống vậy không? Cũng ít lắm. Giống như kiểu chị có sự tu tập và có phần tâm linh vì trong người của chị người ta mách bảo hay là cái gì đó ha. Cái phần trong củ quyền, trong củ quyền mà họ đã từng đắc đạo họ dẫn mình đi rồi họ chỉ họ bách cho mình biết những cái chỗ đó là vậy 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 đó, là họ bách cho mình biết. Kiểu như chị giống như kiểu mình có bị hành căn hay cái gì đó không? Không hay chị? Thường người ta nói hành căn rồi mất đi rồi lội sông, lội núi thì đủ hết trơn luôn á chị. Chị có bị vậy không? Tôi có bị hành căn. Có bị hành căn là bắt ví dụ như ở trong phần tôi mà bắt tôi đi đâu là tôi phải đi đó chứ còn không có nói là không đi mà không được, phải đi. Không biết sao là phải đi chứ còn nếu mà không bị hành căn thì tôi ở nhà. Tôi đi làm hộ ngày 400 ngàn chứ đâu mà đi kiểu vậy. Dạ, mà mình sao không? Mình biết là hành căn hả chị? Hả? Sao mà gọi là hành căn? Sao em chưa hiểu được cái đó đó? Chàng ơi, cái phần tổ tiên ông bà mình dẫn mình đi để kiếm đường học đạo. Chứ còn ở trên đó đó đâu có ai mà dẫn dắt mình đi lại chùa hay là đi ấy.
nhưng mà mình không có hạp gì bên chùa, cho nên nó là phải dẫn mình vô đây là gặp gặp được Phật Tổ Phật Thầy á, là gặp được á là giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ, để mình dựa theo đó và mình hành theo. Chị như vậy là chị có khi nào nằm mơ gặp Đức Thầy hay là Phật Thầy Tây An gì không chị? Không có gặp được các vị đó, nhưng mà điều là hạn như là trong sấm giảng mà có nói những cái gì đó là lần lượt là tôi nằm mơ tôi sẽ thấy. Chẳng hạn như nói là cái cảnh mà miên gượt đó thì tôi cũng đã nằm mơ tôi thấy rồi. Rồi cái cảnh mà nói là tự nhiên mà sấm sét mà nó nổ cái đùng cái là người chết hết đó, thì cái cảnh đó tôi cũng đã thấy rồi. Nó ra nằm giống y như là đang mà quỳ gối xuống vậy nè, mà tay thì tay úp tay ngửa, tay này úp tay này ngửa, không tay úp tay ngửa vậy nè. Ngầu vậy ha. Người ta cho đó. Vì những chiếc xe ta cho nó được mấy tháng á, xe cúp nên ta cho chị đi tới lui đó ha. Dạ, mới cho nó được mấy tháng à. Giống như mấy đồng đạo huynh đệ cho hả chị? Dạ, dạ. Tại chắc lúc mới chị về đây cũng gian mới nan lắm về ha. Về đây cũng gian nan lắm, đi bộ không à. Vậy ha. Rồi mình phải đi bộ, mỗi khi lễ rồi mình đi bộ luôn hay là mình đi xe hay sao chị? Nhờ người quay có gian người ta tiếc mà còn tiếc cái gì nữa mà chuyện mà giữ chi trong mình cho nó khổ vậy, đúng không? Hút thuốc á là ghiền là phải lặn lội đi mua. Em thấy ở đây chị có trồng những cái rau củ gì nữa hay chị? Mấy cái rau gì thấy ngon quá nè hay chị? Đó, bầu. Mùa nắng là thiếu nước gì chứ mà cũng ghé mà tặng tiện mà trồng được bầu á, rau ăn. Yeah. Rồi giá là ươm dâm đó là phai ngọt, phai tự, gừng. Ồ chị có trồng gừng rồi kia luôn ha. Đang dâm ba cái gừng nữa đổ mưa xuống vô bao. Cái phần này cũng dự tính á là trộn dưới đất rồi á là vô bao để trồng gừng nữa. Mà cái mùa khô này cây cối ở đây nó héo hết trơn ha chị. Dạ. Yeah. Tàn ơi, nó chuối rồi nó khô, nó quéo chuối cây nó chăng? Quéo, nó gãy đợt tùm lum hết luôn. Trong cái quãng đường của chị đi về đây tầm 2 năm hả chị? Dạ. 2 năm. Chắc cái khoảng thời gian mà lúc mới về đây chắc phải lặn lội đi gian nan rồi phải tìm kiếm những mưu sinh gì đó đủ thứ hết trơn ha. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình đi vậy mình có bị hành này kia không chị? Nói chung ra thì nếu mà người mà nói thì không có thấy là cái gì là gọi là hiện tượng là hành, không có hành mà nói rồi. Nhưng mà bà con dòng họ nói tôi khùng thì rõ ràng thì khùng mới đi lang thang kiểu vậy, đúng không? Chứ còn nếu bình tĩnh thì tao ở nhà tao lo đói lo no lo giàu lo nghèo, còn như bình thường á thì thấy là sống bình thường, kiểu mà cũng đi đứng bình thường, ăn uống bình thường đó. Nhưng mà cái khác lạ trong người của mình thì mình biết chứ đâu có ai biết. Giống như cái người của mình nó có một cái sự thúc đẩy nôn nóng gì đó. Đúng đi rồi, về nó, núi nó, ha nó phải đi về đây chứ còn tỉnh khác cũng không chịu. Phải về An Giang nuôi cấm phải rồi. Về tỉnh An Giang chứ còn tỉnh khác cũng không chịu nữa. Đi bất cứ đây về Kiên Giang cũng 3 bữa cũng phải chạy về tỉnh An Giang à. Lúc trước tôi ở Bình Định Thái Sơn á, cũng ở trong cái nhà quan, ở trong chạy ruộng á, trong chùa chạy ruộng á. Tàn ơi, chị cũng lúc trước là ở chạy chạy ruộng ở chùa nhà quan luôn. Ở nhà quan ở trong chùa chạy ruộng á. Ở đằng này cái nhà quan ở đây nè, nhìn xuống dưới đó là thấy cái chùa chạy ruộng dưới á, cũng gần ở dưới chùa chạy ruộng mà ở giữa cánh đồng ruộng nhà quan. Tàn ơi. Không biết cái căn duyên sao mà chuyển tôi đi toàn nhà quan không à. Ngộ vậy đó. Mà mỗi khi mình lại căn nhà quan về ở nó có gặp cái hiện tượng vì lúc trước không chị? Tại vì... như là mình thì mình cũng không gặp, cũng không có thấy được mắt thường. Nhưng mà điều mình cũng cảm nhận được. Trước khi mình vô cái là mình nói là các vị ơi, tôi cũng khổ quá, giờ là tôi xin các vị là cho tôi là tá túc cái ngôi gia này. Trước tiên là ông bà cũ quyền ở trong ngôi gia này, sau nữa là những người phúc mặt phúc mại chung quanh đây, tối tập trung về đây nghe tôi niệm Phật. Cái là tối mình niệm Phật rồi tối ngủ bình thường, không có thấy. Chứ còn cái nhà đó, cái người chủ nhà luôn á, con gái của người chủ nhà đó nói cô ở được chứ con ở không được. Con xuống dưới con ở là con bị đuổi.
Toàn ơi, chủ con gái chủ nhà bị đuổi. Con chủ nhà luôn mà không ở được. Họ cũng cắt cho con họ ở đó, mà con họ ở không được rồi bỏ đi luôn, cũng bỏ nhà quan. Bây giờ cũng đang mong đó là tôi về đó đừng 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 giữ cái bàn thờ ở đó nữa. Nhưng mà tại vì nó hết duyên rồi. Hết duyên cái chuyện về đây đó là giờ ở đây. Tại vì thường là những cái căn nhà quan chủ nhà người ta gặp cái chuyện gì đó nên người ta không có ở thôi, chứ mấy bình thường nhà cửa cắt lên mà ai đâu mà Dạ, bỏ cái vậy hả nhà chị? bên đó cũng kiên cố lắm á. Cái nhà bên đó cũng có, nó có thuê nhà người ta chứa thuốc nam đó. Người ta cũng cũng mấy nữa à, gặp cái dịp đó tôi về đó, nó giống như chuyển tôi về đó đừng tôi phơi thuốc nam. Tôi chuyển tôi về đó đừng tôi phơi thuốc nam, tôi làm thuốc nam. Khi mà hết duyên rồi cái là chuyển tôi về đây. Đó. Chị làm đó lâu không? Cũng mấy tháng á. Cũng hết hết cái tháng 3 cho đến tháng 11. Là tính trong trong cái thời điểm 2 năm đó chị đi cũng nhiều nơi không chị? Ở á. Nói chung cũng đi nhiều lắm á. Thời gian ở Châu Phú. Thời gian ở Châu Phú Cái Dầu á. Thời gian ở với Cái Dầu á, nuôi với bà cụ đó 84 tuổi. Nhưng mà bà cũng khỏe lắm, bà không có lẳng. Đó, rồi á là ở đó hủ hỷ với bà, rồi cơm nước cho bà ăn. Đó, rồi sau khi á rồi hết duyên rồi cái cũng chuyển đi. Vì lúc mà chị từ Đắk Lắk chị về á là đầu tiên mình về ở ở đâu trước chị? Về ở đây trước. Ở đây ha. Dạ. Về ở đây cắt cái nhà cho ông thầy Hậu trên đó. Nấu cơm rồi phụ hồ, giống vậy là mình phụ hồ giỏi mà. Đầu tiên là về núi Cấm trước. Dạ. Vậy tiếp theo là mình đi đâu nữa chị? Đi Châu Phú với Cái Dầu. Về là nuôi bà già 84 tuổi ở bên bên Châu Phú bên Cái Dầu bển á. Xong cái là tới Tết cái đầu chuyển lại về đây. Về đây xong cái là đi về đình Thái Sơn. Về đình Thái Sơn cái gặp cái ông thầy thuốc nam đó. Ổng mới 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 nói thôi vậy ấy, về nhà thuốc nam. Ổng tự vì mình cũng biết thuốc nam mà thì cũng đang ngồi bàn luận thuốc nam gì nè. Ổng mới nói ủa cô có học không mà cô biết gành thuốc nam vậy. Nói dạ em cũng có học mà cô không gành lắm đâu. Cái ổng nói thôi cô về vậy là hỗ trợ với tôi đi phơi thuốc phơi men đó, rồi ai có xuống hốt thuốc á, thì tôi đưa to cho cô hốt giùm tôi, còn bữa nào tôi có rảnh thì tôi chạy xuống mà giữ cái nhà thuốc. Cái khoảng thời gian đó mình làm ở đó xong rồi mình mới giống như nó không có thuận duyên nữa là mình đi tiếp hay sao chị? Dạ thì ở bên đó rồi thì sau khi mà phơi thuốc xong rồi cái sau mà thấy là người ta hốt thuốc nó ít lại á, rồi cái không biết làm sao cái là nói là giờ không ở bển nữa. Không ở bển nữa rồi về bên đây á, là che trời ở chứ cũng không nghĩ là đi về cái nhà này đâu đó. Mà thường khi á, ông chú chủ nhà này là ông nói á, là ông lên á ông đảo vô nửa tiếng là ông đi về rồi, mà sau bữa đó ông nghe lụp cụp á, ông đi qua, ông đi qua bển đó rồi ông mới gặp gặp tôi á, rồi ông mới hỏi xong rồi đó là tôi nói để tôi che chầu tôi ở, rồi ông thấy gì ông mới chỉ qua đây, ông nói thôi qua nhà ông ở đi đó, thì có cái căn duyên vậy là ở tới giờ. Là ở đây lâu quá Dạ cũng từ hôm tháng 10, tháng 11 gì tới giờ á. ha. Giờ cũng mấy mấy tháng trời rồi. Dạ em ơi, cuộc sống ở đây là giờ tôi thấy cũng thoải mái lắm. Chắc chị ở một mình giống vậy rồi viết nó quen hay chị thanh tịnh Dạ ha. dạ Mình dễ tu tập này kia hơn. dạ Còn như kiểu giống như tùy hay căn duyên hay sao chơi, nhưng nhiều người cô chú anh chị thì thích những cái chỗ đông người ở đó có huynh đệ đồ đàm đạo với nhau này kia, mà chị có một điều đặc biệt thì chị chọn một cái nơi thanh tịnh tịnh vắng vẻ như vậy để mà mình ở ở đây. dạ hạn như là cũng có khi là cũng có đi ra ngoài chứ không phải là ở suốt, nhưng mà ví dụ như là những cái dịp lễ như vậy đó là đi, hạn như lễ nào cũng đi hết đó. Là các lễ chị đi làm công quả này kia hết trơn ha, biết dạ gần chân ha. dạ kể cả mà lễ ông Nguyễn ở ở dưới Gạch Giá cũng đi nữa, mà chạy chiếc xe đó đi đó, thả cái điện thoại lên chiếc xe là nói là tôi tới Gạch Giá rồi lại lễ ông Nguyễn vậy đó, là
bấm cây cạch vô là chạy. À, chị cũng gành công nghệ quá ha, chỉ Google Map luôn ha. Cũng như biết vậy dễ chơi, còn nên không, mình một cái người từ nơi phương xa về đây thì đâu có gành những cái địa điểm địa danh ở đây đâu, mà mình đi rất là khó đi luôn nha. Dạ. Là không, em là cái người dân An Giang nhưng mà nhiều nơi em phải hỏi bạn bè hoặc những cái người ở địa phương đó, người ta chỉ mình mới biết đường đi, chứ không phải như một điều dễ đi đâu á. Dạ. Thì nói chung ra là từ ngày tôi có chiếc xe, thì có cái điện thoại là cái hạn như là mình giờ mình ở đây, cái xách xe ra cái bấm nói được tôi muốn tới chỗ cái đó, hay là gõ vô chỗ đó cái là đi tới đâu là chỉ đường đi tới đó, quẹo trái quẹo phải gì là trên điểm thoại chỉ đường. Là bay đi liền hay chi? Dạ.